Quên mất mình hỏi chiếc này là bao tiền nhỉ? E300 2011. Cái chiếc này hiện tại là Seoul đang chào bán với giá là 730 triệu. Cuối năm ngồi đếm lại ví tiền. Trời ơi, năm nay dịch giã thì không phải chỉ âm hết vào lãi mà năm nay âm hết cả vào vốn rồi. Cho nên là hôm nay thì chẳng còn gì cả. Nên không đi mua xe. Nhưng không đi mua, nhưng cũng không ai cấm mình có thể đi xem xe được cả. Mình xem để mình lập kế hoạch cho năm sau mình lại hồi phần vốn, hồi phần lãi lại thì lại có thể mua, đúng không ạ? Và ngày hôm nay tôi lại quay trở lại với Trúc Anh, rồi Giang Anh, Auto 115 Lê Văn Lương. Cái lý do tôi quay trở lại đây ấy, bởi vì lần trước tôi đã làm một cái video giới thiệu các cái dòng xe ở đây rồi, các cái giá rồi. Thứ nhất là mình xem còn những con nào nó còn tồn từ hồi đến bây giờ không. Đến bây giờ không ạ? Đấy, không còn suy ra là bán được đúng không? Nhưng mà vừa nhìn qua ấy thì thấy hình như vừa sửa lại, có vẻ như không còn tồn. Suy ra là cái nhu cầu về thị trường xe cũ tương đối lớn. Chính vì vậy ngày hôm nay mình quay lại để lại làm một vòng, hai, ba vòng để xem và lập kế hoạch cho mình. Giờ phải gọi ông chủ ra cái đã. Rồi C300 long lanh như thế này mà đã ra giao dịch rồi cơ à? E này thì rồi. Ok, chào ông chủ ạ. À, xin chào anh Hùng. Vẫn nhớ anh lớp Moschino. Hồi vừa rồi mình quay lại. Dạ. Thì mình có chia sẻ với mọi người và các bạn ấy. Dạ vâng. Là để mình quay lại xem là còn cái xe nào từ cái hồi mình qua đây lần đầu chưa. À vâng. Chắc là hồi đấy anh qua đây phải được mấy tháng rồi nhỉ? Hơn gọi là hơn nửa năm. Nửa năm, khoảng nửa năm. Ừ. Vâng. Thế anh quay lại thì anh thấy Không thấy thì xe xiếc bóng bẩy hơn, vâng. Hôm nay là quay dễ hơn. À. Thực ra là làm ăn có phải được đấy. Thì đấy, 6 tháng rồi thì từ lúc anh qua đây đến bây giờ thì thay đổi nhiều thứ đúng không? Thay đổi về cửa hàng rồi. Thì cũng để cho mọi thứ chuyên nghiệp lên. Thì vừa rồi tôi cũng đầu tư một chút, tỉ mỉ hơn một chút rồi. Để cho cái sự chuyên nghiệp, cái sự uy tín của chúng tôi càng ngày càng nâng cao để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đấy. Thực ra thì nói như vậy thì nghe có vẻ hơi quảng cáo, nhưng mà tóm lại là như thế này này. Quan trọng nhất ấy, vâng, là cái vấn đề về trong cái việc cái tâm trong bán hàng. Dạ. Thì trong quá trình mà mình làm về các cái dòng xe cũ cho dạ. mọi người tham khảo dạ, và. Thì cũng có những bạn là inbox như thế này, mình đã các bạn ấy nói rằng các bạn ấy đặt mua một chiếc xe dạ. ở một cái điểm nào đấy dạ. nhưng mà lại có một khách khác trả cao hơn à. Thì ra lại không bán được nữa à, thế ạ. Các bạn ấy không bán thì bên họ thì cũng trả lại cọc thôi à. Rất lịch sự theo đúng cái cam kết trong hợp đồng dạ, và. Về mặt lý thì mình nghĩ rằng là không có gì sai cả. Dạ vâng. Nhưng về mặt tình như thế thì cá nhân như mình cũng sẽ cảm thấy không hài lòng, bởi vì mình cũng đã từng rơi vào tình huống như vậy rồi. À. Thì ví dụ bây giờ nhá, mình đặt cọc một chiếc C300 này đi. Dạ. Rồi, thông thường đặt cọc thì cứ làm tin cái 10-20 nhỉ. Dạ vâng. Còn nếu mà muốn thích sâu hơn thì làm cái 50-100 thì đỡ chạy được. Tùy khách hàng. Nhưng mà lỡ cái ông quay phim này ông lại thấy đẹp ông lao tranh suất này. Chết giờ. Ví dụ như ở đấy thì bên mình sẽ xử lý như thế nào? Đấy là một cái tình huống rất thật nhá. Cũng chia sẻ với anh Hùng là tình huống này thì tôi đã gặp một tình huống này là rất thật, cách đây cỡ khoảng 4 năm. Rồi. Hồi đấy tôi bán có một chiếc Honda Accord 2014. À. 14. Hồi đấy là cách đây khoảng 4 năm thì nó rơi tầm khoảng thời đấy là tương đối lướt rồi. Rồi. Chạy được có hơn vạn cây thôi. Uh-huh. Thì có hai khách hàng thì cũng điện cho tôi để đến xem xe. Rồi. Thì cái anh khách đầu tiên đến thì thích quá, thế là mặc cả một chút thôi. Rồi. Hồi tôi nhớ không nhầm tôi bán khoảng 1 tỷ 250 triệu. Rồi. Thì có bớt cho anh ấy 30 triệu là 1 tỷ 220. Thì sau khoảng 30 phút lại có một anh khách đến, cũng hẹn trước nhưng mà lại đến hơi muộn. Thế mới nói là bây giờ thôi, bây giờ anh thích quá rồi mà anh tìm cái này rất lâu rồi mà bây giờ mới có, nhưng mà vì anh chậm quá thì bây giờ em bán cho anh cộng cho chú thêm 50 triệu nữa. Ừ. Nhỏ anh thôi, như thế cũng được. Rồi. Em không sâu đâu, em không đánh đổi cái việc đó. Ừ. Thực ra tiền ai cũng quý thôi, nhưng mà em là làm uy tín và em là lâu dài. Vì cái thương hiệu cửa hàng của em là cũng bao năm rồi. Rồi. Em không đánh đổi cái việc đấy. Ừ. Thì thôi nhảy, thì em cũng để tạo điều kiện cho anh. Thì bây giờ em sẽ cho cái số điện thoại của cái anh khách vừa rồi anh đặt cọc 30 triệu bên em. Hai bên tự làm việc với nhau. Thì anh điện thẳng với bác coi như là đi mua lại đấy. Mua lại đấy. Nói vui gọi là đi luộc lại đấy. Luộc lại. Thì bác cứ ấy đi. Trao đổi. Điện thẳng đấy cho anh xem là có anh nhà.
thì bác cũng điện, nhưng mà về sau bác kia cũng thích quá thì bác không phải cảm ơn, mà làm, cũng là cộng 50 triệu cũng không bán. Đó thì tôi cũng chia sẻ như thế. Nhưng mà thực ra thì cá nhân như mình nha, mình cũng đã gặp tương đối một số cái kiểu như là nó có rất nhiều cách để từ chối khách hàng. Đúng khi rồi. Mà gặp khách sau trả cao hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà làm như thế thì cá nhân như mình cũng cảm thấy là không hài lòng. Đúng rồi. Về lý thì cũng có gì khai à? Mua đất người ta còn đền cọc không à? Đúng rồi. Đúng rồi. Không mua đặt nhiều, đặt 500 là đền cọc 500 nó giảm tỷ cho khách, nhưng mà cái đất nó khác, nhưng mà cái xe hoặc là nó có tình huống khác nữa, chẳng hạn như xe đặt cọc nhưng mà đi kiểm tra xe bị lỗi thì là trả cọc là bình thường. Đúng rồi. Đấy tình huống đấy là bình thường. Nhưng mà có nhiều cái tình huống như vậy lại bị lợi dụng để bán cho khách sau đấy. Có nghĩa là ví dụ ôi lại anh ơi anh đặt rồi nhưng mà nhỡ em lại đi kiểm tra kỹ thêm. Và... nhưng mà thực ra mình nghĩ cách làm như vậy cũng không bền. Đúng rồi, không bền. Và tốt nhất là đi mua thì mình lựa chọn xe cũ thì đương nhiên rồi, nó là một cái nhu cầu rất là thực tế. Dạ. Thì mình sẽ nên có những cái thỏa thuận tốt và đúng quan rồi. Trọng là tìm đến những nơi mà có uy tín. Dạ, làm vâng. Nó có tâm đấy, tôi gọi đúng là rồi. Có tâm đấy ạ. Đấy thì anh quay lại đây thì cũng lần thứ hai rồi thì em nghĩ là khả năng là có duyên. Có duyên rồi. Có duyên, có duyên, có lộc đấy. Cái này nhìn sáng choang nó kiểu là có vẻ như là có lộc. Dạ, thôi bây giờ thì mình sẽ đi xem một số cái dòng xe Mẹt đi. Dạ vâng. Một sao ba cánh rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Cái lý do mà xuất hiện ở các showroom như kiểu như thế này rất nhiều, bởi vì đơn giản là nhà máy bán được nhiều. Thì sau 1, 2, 3 năm thì sẽ lượng giao dịch sẽ nhiều. Dạ, rất vui vì điều đấy, bởi vì đúng là những người đã bán những chiếc xe này đi, người ta lại lên đời một chiếc xe khác. Rất là tốt. Mac, đây là một chiếc C300 AMG này. Dạ vâng. Còn rất mới, mình nghĩ chiếc này thì mới lướt được khoảng 1 năm chứ mấy. Chiếc này của em là sản xuất 2019. 2019. Đăng ký tháng 5 2019. Rồi. Vâng. Xe thì như mới tinh nhỉ. Siêu lướt. Xe là siêu lướt nhưng mà đúng lại rồi. Nội thất đen. Nội thất đen đấy. Đấy. Dạ. Loa boom này. Vâng. Màn hình đôi đúng không? Vâng. Cửa sổ trời. Rồi, cửa sổ trời nóc đầy đủ. Đây vành đời mới. Máy mạnh vành mới. Vâng. Mở đèn multi beam. Đúng rồi. Lưới kim cương. Đây, mọi người có thể xem nhanh cái phần nội thất đây này. Nói rồi, năm nay là Covid nó không phải âm vào lãi của mình nhưng nó âm vào cả vốn rất nhiều, thế cho nên là chỉ đi xem thôi nhá. Dạ vâng, anh cứ thoải mái. Đấy. Anh cứ xem nhiều mà rồi anh thấm mới mua. Xe này chiếc xe này hiện tại là showroom mình để là bao nhiêu ạ? Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 720 triệu. 1.720 chiếc dạ xe vâng. Này mới là hình như lăn bánh là 2 tỷ rơi khoảng 2 tỷ lẻ một chút. 2 tỷ lẻ coi như vâng. Là 2 tỷ mốt. Thì khách hàng có thể tiết kiệm được khoảng hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu. Dạ vâng, đúng rồi. Giá là 1.750 là giá sát chưa? 1.720. À xin lỗi, 1.720, dạ vâng. Tức là nhiệt tình thì có thể là cũng fix thêm một chút nữa. Fix thêm một chút. Dạ chút vâng. Nữa. Vâng. Thông thường thì mọi người đi mua xe mọi người sẽ tham khảo trên các cái trang. Vâng. Thông thường đối với cái dòng xe Đức thì cái biên độ giao trên đấy tương đối cao, cho nên anh em nói chung kể cả gặp tới cả ông anh Mochino này thì cũng mạnh dạn nhé. Còn cái biên độ của xe Nhật và dạ. Những cái dòng dưới 1 tỷ thì nó thấp hơn đúng không? Đúng rồi ạ. Đây cũng là một chiếc xe cũng C300 anh ạ. Chiếc này là 2017. À 2017. Dạ vâng, rồi. 2017. 2017. Nó chưa được vành đời mới như cái vành con 2019 kia. Rồi. Vành vâng. Kia thì này 2017 2019. Vậy thì 2017 là con này có làm thêm tí cái này là thêm cái đuôi chuột. Đuôi chuột. Khách hàng họ design thêm. Vâng. Cũng rất mới. Nóc đẹp rất mới. Chiếc này cũng thông thường bánh. Thì xe về đây mình cũng phải vệ sinh lại rồi cho bóng bẩy đúng không? Dạ vâng. Đương nhiên để cho khách hàng nhìn nó cũng kỹ hơn anh ạ. Đúng rồi. Vâng, chi tiết hơn. Chi tiết mọi người có xem thoải mái đúng không? Dạ vâng. Đây ạ. Ui, con này nội thất thì đẹp. Dạ. Rồi, chờ đã. Nội thất mình rất thích nội thất kiểu da bò này. Đây là trắng đỏ. Trắng đỏ đấy. Vâng. Chiếc này 2017 là bao tiền? Chiếc này hiện tại là showroom đang giao bán là 1 tỷ 530 triệu. Cũng sâu phết nhỉ. 1 tỷ 530 triệu đây. Rất hợp lý. Mọi người có thể xem. Cực kỳ hợp lý. Mình sẽ không nói đến câu chuyện về ô đô rồi là gì nữa. Vâng. Mà quan trọng là mua xe thì cứ đặt cọc rồi đi xem rất thoải mái. Bên em là thậm chí còn cho khách nhà đi trước. À đi xe trước không phải cọc. Không phải cọc. Rồi. Nhưng mà cái phí đấy thì khách hàng phải trả chứ. Đúng rồi. Phí cái đấy thật ra cũng do thỏa thuận, nên nếu mà khách hàng mua thì bên em tặng luôn khách hàng cái phí đấy. Rồi. Nhưng còn ví dụ khách hàng mà test mà xe của em không vấn đề gì, không mà khách hàng không mua nữa thì phí đấy khách hàng phải chịu. Bởi vì nếu không mà cứ ai mà cũng đến mà đi check thì, đúng rồi, thì 10 ông check thì mất 3 chục củ rồi. Rất mất việc. mất tiền. Rồi. Ở bên chỗ Trung Japan thế giới xe Đức. Dạ. Cùng anh em trong nghề hết rồi mà. Dạ vâng. Em có một cái rất hay là khách mà nhiệt tình xem cứ cọc 10 triệu. Vâng. Giữ lấy cho xem nếu mà nhiệt tình. Dạ vâng. Giữ lấy để đỡ phải cho trôi đi. Vâng. Sau đấy nếu mà không mua thì cũng cho hồi lại. Vâng. Mình nghĩ rằng là cái việc là làm
ra một cái chính sách thì đấy là cái chính sách tùy của từng đúng rồi, tùy showroom. Tùy showroom. Dạ. Có rất nhiều mọi người cố gắng là tham khảo kỹ và hãy là thỏa thuận. Và cái gì đấy giấy trắng mực đen không lại có ông lại gửi anh ơi em viết cái này lên mạng xã hội được không, nhưng mà mình nhìn cái hợp đồng là nếu như không mua thì lại giả lại. Vệ tinh thì là không được, nhưng về lý thì không có gì. Không ổn. Lại không ổn. Ok, mình đi tiếp tục xem Land Rover này. Ôi, Land Rover chứ. Mạc còn mấy chiếc đằng sau đấy. Đây Mạc đây đi, một chiếc E. Còn này cũng E300 anh ạ. E300. Thực ra phải nói thật, để mà nói về xe Đức nhá, thì chính ra đồ nó rất bền. Cực kỳ bền mà. Cực kỳ bền, đồ nó rất bền. Thật ra biết chơi, biết bảo dưỡng theo cấp độ chuẩn thì người ta nói cho của bên tại người hết. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải là bảo là xe Đức hay hỏng hay là xe Đức hay hỏng vặt hay là như nào đó, thì thật ra là khách hàng cũng chưa được trải nghiệm nhiều. Chứ nếu mà khách hàng mà chịu khó tìm hiểu, chịu khó chăm chút, chịu khó mà tìm hiểu sâu về dòng xe Đức thì mới thấy là xe Đức nó không hay hỏng vặt như nhiều người hay nghĩ. Đi chuyện đi toàn 200 mấy đúng không? Đúng không? Thằng chạy 200 mấy vẫn sướng êm ro thì chỉ có xe Đức thôi. Anh chạy hơn 100 km/h mà như kiểu chạy đang chạy có 30 cây. Thông thường đối với các dòng xe Đức kiểu như BMW ấy. Đang nói về Mẹc thì nói chuyện BMW, bởi vì mỗi hãng xe có cái cách tính cấp bảo dưỡng khác nhau. Vâng. Thì ví dụ như BMW thì sẽ có cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 đối với dòng đầu 3 chẳng hạn. Đúng rồi ạ. Đến cấp 4 nó đâu là khoảng 40.000. Thì nếu mà theo bảo dưỡng chính hãng thì giá nó khoảng hơn 40 triệu. Vâng. 40.000. Thế thì suy ra khi mà khách đi xem ấy thì cũng phải xem thêm cái cấp bảo dưỡng. Đúng rồi. Và check cái ô đô nó chuẩn. Nếu mà xe đấy đã làm bảo dưỡng chính hãng rồi thì mình tiết kiệm hẳn được 40 triệu. Đúng rồi, chính xác. Đúng không? Thì thông thường khi bọn em về nhập, ví dụ như chiếc E300 này về 2011 là bây giờ lăn bánh tính ra là được 95 rồi. Thì bản thân khi bọn em nhập vào thì bọn em cũng phải kiểm tra rất là kỹ rồi. Rồi. Thì cũng rất may mắn là cái chiếc này là khi bọn em mua thì khách hàng cũng vừa bảo dưỡng cấp độ được khoảng 3 tháng thì rồi, họ bán. Cấp, rồi. Đấy, thì thông ra là khi bọn em về đây thì bọn em thật ra là gần như cũng không phải đầu tư thêm một cái gì. Rồi. Chỉ có gọi là spa dọn dẹp lại cho nó gọn gàng, ngăn nắp lại thôi. Rồi. Đấy, chứ còn khách hàng đi con này thì hiện tại thì đang không phải đầu tư gì nữa. Nếu mà mua bây giờ vì nhiều, nhiều người sợ nhưng mà nhiều người dũng cảm xông lên một cái sau đi thành nghiện. Tất nhiên đối tượng bỏ thì cũng có, nhưng mà về cơ bản hiếm. Bởi vì là sao, đi nó sướng. Đúng rồi. Nói thật ra là đi nó sướng. Đây mọi người có thể xem cái phần nội thất này bên trong này mà rộng. E đời này chính là chạy E nó vẫn êm, chạy phê lắm. Để mà nói về dính lưng ấy, những cái dòng như thế này chạy như thế nào thì nói thật như là xe tăng trên đường, mà đi cảm giác ấy, đi nó cảm giác là lúc nào cũng yên tâm. Đúng rồi. Tức là đóng cái cửa cái phịch phát là mình được bảo vệ rồi, tự tin. Nội thất nó đẹp nhỉ, này đẹp đấy, tự tin. Nói chung là muốn làm ăn tốt, cơ sở lại khang trang đẹp đẽ, Tết lại dương nhiều thì đương nhiên rồi, phải chọn nhập hàng tốt. Đấy, đúng không? Đấy thì anh cứ qua đây 6 tháng trước đây anh một loạt xe toàn hoàn toàn mới. Hết rồi. Không có chiếc nào cũ. À rồi. Quên mất mình hỏi chiếc này là bao tiền nhỉ? E300 2011. Cái chiếc này hiện tại là showroom đang chào bán với giá là 730 triệu. 730 triệu nói chung là khoảng 2011 là nó cũng loanh quanh cái tầm đấy đúng không? Dạ vâng, tầm loanh quanh tầm này. Cũng cực kỳ hợp lý rồi. Ví dụ năm ngoái chiếc này cũng loanh quanh gần 1 tỷ. Năm ngoái. Mà năm nay nó xuống thế. Năm nay là xuống. Cái thứ hai là vấn đề về cũng là giá mới. Mình bán là bán giá mới. Giá mới, hiểu còn hiểu. Có thể hiểu. Là đơn vị khác có thể người ta chưa bán được thì người ta vẫn phải bán giá cao hơn. Thậm chí còn vẫn chỗ đang bán khoảng 800 chẳng hạn. Nhưng mà đây là mình bán giá mới. Và cái biên độ sẽ quan trọng là mình nhập vào nó được đúng rồi, giá tốt hơn thì mình sẽ bán được cái hàng giá tốt hơn. Tốt hơn. Đúng rồi. 700 mấy một chiếc xe như thế này thì nói thật ra nghĩ nhiều đấy. Anh nhiều anh chủ tịch, phó chủ tịch câu lạc bộ mẹ nha, toàn đi dòng xe đời này thôi. Đúng đi rồi. Thích. Đấy là người ta em nghĩ là người ta mà. Cũng hiểu rồi, người ta cũng 2 3 đời xe rồi. Và đến nào lúc nào là ví dụ cấp 1 làm gì này, gọi là lọc dầu, lọc gió rồi nước làm mát. Nước làm mát rất quan trọng, nhiều người không để ý. Đi cuối cùng chết cái động cơ lại bảo lăn quay ra lại bảo đắt. Nói vui như các bác mà đi những cái xe đời này mà hiểu rồi ấy, thậm chí còn hiểu hơn cả nghiện, thợ bọn em. Nghiện vô cùng luôn. Và đây cũng là một chiếc E300. Đây là 209. 209 chắc là còn sâu hơn nữa. Sâu hơn chiếc này rồi, nhưng mà con này đặc biệt hơn nữa. Và được. Con này chạy 11 năm. Rồi. Nhưng mà hiện tại lăn bánh đúng 81.000 cây. Tức là chỉ có 8 vạn mốt. Đúng 8 vạn. Ô. Mình xem cái nội thất này này. Đây anh quay phim quay. Đây anh quay bên này cũng được. Nhìn cái vô lăng này sau. Vô
của này, nhưng mà mình phải nói thêm một câu nhá, Mac đời trước của nó đẹp ấy nhờ, Mac đời đâu nhờ, nhìn cái phần gỗ này da này là nguyên luôn đấy đúng không, nguyên đấy. À, nhìn gỗ kia, vô lăng vô liếc đẹp. Tại sao trên thị trường lại có những cái con nó còn đẹp như thế mà nó còn... Thật ra là cũng do nhiều yếu tố, ví dụ như là gặp được, mua được những khách hàng chẳng hạn, như nhà họ có khoảng 3 chiếc thì thay đổi nhau đi. Rồi. Thì đâm ra là cũng có những cái nhà mà khi trước đây gắn bó những cái xe này, bây giờ rất giàu, chạy kể cả S, Maybach. Rồi. Nhưng người ta không muốn bán. Đúng. Không muốn bán thì cái xe là kỷ niệm của người ta, có rồi. Khi là cái xuất phát điểm người ta, cái khởi điểm đầu của người ta. Sau thành công người ta muốn giữ lại. Thì bây giờ sau này người ta như kiểu cũng để lâu cảm thấy nó chật chội rồi thì người ta bán thôi. Gara không đủ. Thì cũng giống như chiếc gọi là bồ lão E46 của mình. Đúng rồi. Đi cho đến bây giờ được 455 cây, mấy tháng rồi. Bởi vì nó có đi đâu đâu. Chỉ có cuối tuần là lại gửi ngay sân tập. Ra sân tập, tập xong đến đua thi thoảng chỉ có đi lắp đồ thôi. Thì đấy là một trong những cái mà đấy. Nó còn đẹp này mà nhìn chi tiết. Nhưng mà mình hỏi nhờ cái những cái dòng kia kiểu như sâu đến như thế này, nó gọi là 11 năm rồi. Dạ vâng. Thì ví dụ như những cái phần cửa lên xuống kính này, vâng. Rồi dây đai này, rồi những cái gì nó thuộc về hoạt động nhiều rô tuyên lái, rồi chân cao su, chân máy rồi các kiểu thì đã phải thay chưa? Cái này bản thân là ngoài cái rô tuyên, cao su chân máy, chân số rồi là thay rồi. Rồi. Là đã phải thay rồi. Đã phải thay. Thật ra là nó đấy là cái hao mòn theo thời gian. Đúng. Chứ bản thân nó cũng chả hỏng. Nó không hỏng. Mà ví dụ như cái cao su nó để lâu nó oải rồi. Thì là thay vào thì nó êm hơn, đi nó đỡ giật hơn. Cũng chia sẻ với mọi người ấy là đối với dòng xe Đức, đặc biệt các dòng xe châu Âu thì cái phần cao su ấy đến một thời gian nó phải thay. Đúng rồi. Ví dụ như GLK của cậu em mình chạy cũng thế từ 2010-2013, nhưng đợt vừa rồi cũng phải thay. Đã. Bởi vì đến một cái lúc là đấy là cái tiêu chuẩn của châu Âu là cao su là nó phải thân thiện môi trường. Nó oải. Cái đấy là đến kỳ là phải thay. À quên, lại phải hỏi giá chiếc xe này chứ. Đi xem là phải hỏi giá. Chiếc này hiện tại Solo mình đang bán với giá là giá cực tốt. 615 triệu. 600 E300. Nghe giật mình nhỉ. Nội thất nó còn đẹp đi kìa. Giá quá dần mình. Thời điểm này thật ra là mọi người mà mua xe thì mày tìm một chiếc nhà mà giá nhà thì cực thực sự là hiếm. Nhưng có gì. Nói chung là sẽ dành cho những tình yêu giống như chỗ anh Dũng DNT ấy. Khách là cứ giao đổi bồm bộp ấy, nói nhiều cái câu chuyện là không tin. Nhưng mà có những người à đây anh Dũng là vừa nói anh Dũng là ngồi bên này. Ok, đây là một con tiếp theo là một con C250 đúng không? Exclusive. Con này chắc 2016 à? 2016. 2016 thì trước này bây giờ giá thị trường ở bên mình để bao nhiêu? Trước này thì em đang bán rồi, khách đã đặt cọc. À thôi, nhưng mà tiết lộ cái giá bán ấy cho để người khác còn biết nó khoảng để tham khảo. Hiện tại mới bán ra chiếc này là 1.060 triệu. Cực nó đùa sâu thế. Nam Lê Việt Mốt hôm đợt trước lấy con này cũng phải, nhưng mà sâu. Mình không nhớ giá hôm trước Nam Lê vào đấy thì bao nhiêu? Tỷ 2 à? Đấy khoảng đấy. Sâu nhờ. Cái này khách đã đặt cọc 200 triệu. Đợi ngày đẹp đấy vì sao đặt cọc lắm thế? Đi test hàng thoải mái. Test hàng xong về ưng rồi. Lại. Đặt nhiều sợ mất. Thì đấy, giống như đi mua cái chung cư thì đặt ít, nhưng mua ô biệt thự to to thì phải đặt to vào. Đấy. Đây là một chiếc chiếc này E250 AMG 2015. Đấy, Mac nhiều thế, hôm nay bỗng nhiên đi xe Mac lại thích Mac. Chiếc này khách hàng cũng đã đặt cọc. Vâng. Thế thôi lại tiết lộ cái giá cái nhỉ. Nhưng mà lần sau nhá, để đặt cái gọi là show out cái đây. Xe đã bán. Nếu không lời gây thương nhớ. Chiếc xe này thì chiếc này Solomem cũng mới bán ra với giá là 1.130 triệu. Trời. Vâng. Cực kỳ hợp lý. AMG E250 AMG. Quá hợp lý, thực sự là vậy. Nếu như những cho những ai yêu xe Đức. Thì anh thấy 6 tháng anh quay lại thì mới bán ra hợp lý thế, như thế thì. Nhưng mà 6 tháng trước là nó khác đấy nhá. 6 tháng trước con này nó thì giá khác. 6 tháng trước nó phải tầm tỷ 2. Thị trường biến động. Ôi, cũng phải cảm ơn anh VinFast ạ. Đây là một trong những yếu tố. Ở đây có con S300 này, ai có thích đi xe kiểu business này. 300 đời 2009. Khá sâu.
Chiếc xe này thì chạy bao nhiêu rồi? Chiếc này chạy zin là 13 vạn. 13 vạn. Đây. Nói chung là lại nói câu chuyện xe của chủ tịch đây. Xe của chủ tịch thì đơn giản là kéo cái long wheelbase ra thôi. Đấy là được cái khoảng đấy, chủ tịch này, chủ tịch ngồi đây nhá. Chủ tịch ngồi đây này 209 nhờ. 209 chủ tịch ngồi này. Chưa, ôi, ôi rồi ghế ngả này. Êm chưa? Đấy, mà mới chỉ là S 300 thôi. 300 thôi. Tức là thấp nhất rồi đấy. Thấp nhất. Mà đẹp như thế này rồi. Mà anh nghe giá cũng rất gần mình. Giá? Chưa đến 1 tỷ. Bao nhiêu ạ? Giá này showroom đang bán có 950 triệu thôi. Cực kỳ hợp lý. Nói thật dự nha. Nói thật đến đây là gọi là phải mua, chắc là hôm sau đi là mình phải đeo cái gì hứng. Chứ không là nó không kịp lau. Gọi là dãi rớt thì cứ gọi là đẹp rơi quá. Đẹp này bây giờ. Mà chính ra mẹc đời trước nội thất rất đẹp. S300 này cực lành. Lành vô kể. Máy nó là máy máy 3.0. Ừ, rất lành. Lành lắm. Thì à? Đây em quay cái phần trước cho anh một cái tí, xem cái phần trước đi. Hôm nay đâm ra mẹc lại làm vương làm tướng ở đây rồi. Cửa hít này, rèm điện. Cửa hít, rèm điện. Vô lăng gỗ đẹp. Ghế điện. Ghế điện có đấm bóp này. Đầy đủ đấy. Ôi. Rất giữ gìn. Con này là thụt hơi hết chứ? Thụt hơi. Thụt hơi hết. Có nâng hạ gầm đầy đủ hết. Thì rất êm. Mà gỗ của mẹc cũng đẹp nhỉ? Cũng bao anh bảo bao thời gian 11 năm rồi. Mà càng dùng càng bóng. Nhưng càng dùng càng bóng. Càng dùng càng bóng. Mấy chiếc ở đây kể cả từ E300 209 211. Đẹp mà da bà già táp lô của nó kìa. Già táp lô. Già chỉ còn 10 tinh này. Chỉ có phần ghế này ngồi nhiều thì đương nhiên rồi. Đấy có thể thị trường có thể là nhiều nhưng mà không, nhưng mà dòng này là dòng hiếm đấy. Ôi trời ơi. 950 triệu. Toát mồ hôi. Rất mình. Toát mồ hôi. Thôi bây giờ thèm lắm rồi, nhưng mà thôi bây giờ mình xem một chút về xe Nhật đi. Ở đây có, nhưng có vẻ Mazda ở đây là CX-5 này. CX-5 này là 2013. 2013, chiếc này đầu mấy? 2.0. Đời. Chiếc này là chiếc đầu tiên của dòng Mazda. Ờ đúng rồi. Nhưng bây giờ là mấy trăm? Chiếc này em đang giao bán với giá 575 triệu. 575 triệu. Cái đời rồi. Này là linh kiện nhập khẩu hết đấy. À đời, rồi rồi, linh kiện tất cả mọi thứ nhập khẩu. 515 triệu cho một con CX-5 2013 7 năm. Rất hợp lý. Đấy thì muốn lành hơn thì là đấy. Ôi giời, giá xe bây giờ sâu nhờ. Hơi bất ngờ đấy. Đấy lần trước đấy là lần này quay lại đã khác rồi. Đây là chiếc Mazda 6. Mazda 6. Chiếc này 2015. Con này bây giờ là giá này, con này với giá này nó khác nhau. Chiếc này cũng đang bán với giá là 575 triệu. Trời ơi. 575 triệu. Giá xe cũ bây giờ sâu thật. Khủng khiếp, khủng khiếp. Trời ơi, e này. Cứ 700, 600 với cả S này, 900 này. Nhìn cái logo đáng yêu nhỉ. Tức là như thế này, kể cả mình đi con E46, 205 gọi là bô lão rồi. Nhưng cái chìa khóa nó vẫn là BMW. Nhìn nó cảm xúc lắm, cái logo nó tạo lên một cái sự cảm xúc nhất định. Và hai là mình rất thích cái đồng hồ. Cái đồng hồ của nó mỗi lần lên xuống, mặc dù đi nó bây giờ làm nó đi nó toàn 18-19 lít, nhưng mà nhìn cái đồng hồ mỗi khi mà đạp ga nhiên liệu nó lên rồi cái vòng tua nó lên, km nó lên nhìn yêu lắm. Có những người là người ta mua những chiếc xe là người ta yêu cái đồng hồ. Ví dụ Vinh Redline chẳng hạn là rất thích cái dòng Cayenne GTS bởi vì nó là cái mặt đồng hồ màu vàng và nhìn đạp nó cảm xúc lắm. Thế thì khách mới chinh phục được. Ở đây mình ra mình xem thêm đi. Đây, ở đây có chiếc Q5. Q5 có thuộc diện giữ giá không? Q5 chiếc này 2012. Rồi. Chiếc này anh nghe cũng tương đối là giật mình đấy. Lại cũng giật mình. Đồ của Audi thì hơi ít option. Đúng rồi. Nhưng mà dù sao là quan trọng nhất nó vẫn là xe Đức. Xe Đức. Với cái Audi thì so với Mercedes thì nó không được trông nó, cái đồ trong thì nó không lạ lướt như Mercedes. À đúng Mercedes rồi. Thì nó điện hơn.
mệt lắm. Cái cảm giác lái của Audi cũng là một hay. Cũng là một cái sự trải nghiệm cực kỳ hay. Cái Quattro của nó hay lắm. Vâng. Chiếc này là hiện tại giá thị trường là bao nhiêu? Chiếc này hiện tại đang bán giá là 850 triệu. 850 triệu cho một con Audi. Audi Q5 2012. Cực kỳ hợp lý. Khủng khiếp nhỉ. Thấy hợp lý không? Levante này thì làm rồi. Rồi Fortune này thì ráp ra Fortune mới này, Fortune này nhiều lắm rồi. Này chiếc này phong thánh. Chiếc này ấy để mà nói đi mà chở đồ ấy không chiếc nào qua lại. Nếu mà nói về mặt sử dụng ở trong. Còn những câu chuyện về treo về gầm về độ cao lái thì mình không nói. Nhưng mà nhiều người là đi ví dụ đi là làm gì có con nào chở được 5 bộ gôn trong cùng phân khúc như này. Về công năng này chở đồ các thứ thì là cũng là hết nấc đấy. Hết nấc. Cho nên đấy là cái lý do nhiều khi một chiếc xe nó chỉ thành công với một chi tiết nhất định thôi. À, một trong những cái CRV đây là cái đời này cũng là một cái đời hay này, nhưng mà bản này là 2.0. Nhưng mà chính là CRV đời kiểu như này bản 2.4 chạy mới mượt. Đúng rồi. Chạy hơn. Mượt. Chứ mà bây giờ turbo nó bị đuối cái đợt đầu không thích. Thế nên lại giảm cái công suất xuống. Ừ. Chiếc 2.0 này thì bây giờ bán bao tiền? Chiếc này 2015 thì hiện tại đang bán với giá là 680 triệu. 680 triệu. Bây giờ chứng tỏ là 680 triệu nhá, mình chỉ mua được một con gọi là sedan dạng C. Thì bây giờ anh mua con City, ví dụ như Honda City mà anh mua cả đăng ký vào. Thôi có 680. Mà con này lăn bánh lên thì mà biển. Lăn bánh ngày xưa với con này ngày trước là giá mới của nó là 800 nhớ không nhầm là 809 nó lăn bánh là đúng rồi, con đấy nhớ mình thời đấy mình nhớ là lăn bánh là hơn 1 tỷ một tí. Hơn 1 tỷ. Thôi đấy. À đây lại con lại mẹc tiếp. Thôi nốt con mẹc C này đi. Hôm nay là ngày của mẹc. Mẹc C chiếc này là C250. Đời bao nhiêu ạ? Chiếc này là bản Felix đời chót của C250 đời này 2013. Rồi. Chưa lật cái nắp capo này lên lật cho mọi người xem cái. Đây, hai mười ba. Hai mười ba. Đây rồi. Máy miết là dụng hơn. Trước này là bản nâng cấp của C50, cái bản kỷ niệm. Rồi bản kỷ niệm. Vâng. Chiếc này bây giờ là bán bao nhiêu ạ? Chiếc này em đang bán với giá là 720 triệu. Ừ, 720 triệu. Dạ vâng. Đấy, nói chung là cũng hơn gọi là hơn lăn bánh của Vios với City một tí. Đúng rồi. Nhưng mà nó logo thì cái này là quyết định về tùy vào mọi người thôi. Đối với những người mà mua xe lần đầu băn khoăn rất nhiều thứ, chưa có anh em hố vôi hỗ trợ, chưa có network thì tốt nhất là cứ xe mới theo cái chính sách bảo hành của hãng cho nó lành, đúng không? Còn nếu như mà đã sau này đã lại nhỡ lại rơi vào một cái buổi lái thử của mẹ yêu mẹ hoặc là buổi lái thử của Audi đuổi không xuống thì chết. Không xuống được đâu. Đã rồi, nói thật cứ chạy xe Đức đi rồi sẽ thấy. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người là sau này lại chỉ vẫn nhẹ nhàng lại không, lại quăng quật. Câu chuyện nó lại nhiều vấn đề nhưng mà tóm lại là đại đa số là đã chạy mà thích chạy. Hiểu thì chạy xe Đức nó vẫn là. Yeah. Ok, hôm nay thì cảm ơn sự chia sẻ của anh. Bây giờ mình vào xin cốc nước khát quá. Được. Nhưng mà 6 tháng nữa lại phải dọn kho chứ nhở? 6 tháng nữa phải dọn kho. Đấy rồi ghế Bentley nhưng mà chưa thấy cái Bentley nào anh. Câu lạc bộ Virtu ạ. Và đây là được máy của chú mới lắm, có cả pin mới các thứ. Anh bán rồi. Máy đấy anh Dũng kỷ niệm. Lượng là bán.